Đầu tiên các em truy cập vào cái địa chỉ này nè, http nè, thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông .edu.vn. Đó, mở trình duyệt mình lên. Rồi truy cập nè. Đó, nó ra trang này. Rồi mấy em, đây là một cái tài khoản mà thầy đã tạo ta để làm thử nè. Đó, copy cái chữ căn cước công dân vô đây nè. Rồi cái mật khẩu. Mật khẩu, đó. Rồi nhập cái mã nè, nhập cái mã mà mình thấy trên màn hình của mấy em lúc đó đó. Số 0 nè, S, chữ G. Rồi đăng nhập. Đó, ở lần đầu tiên thì nó sẽ hiển thị một cái giao diện kêu mình đổi mật khẩu. Thì lưu ý á, đổi mật khẩu chúng ta là mật khẩu chúng ta gồm chữ thường, chữ qua, chữ số, số là 1 2 3 4 5 6 0 nữa. Và ký tự đặc biệt, đây là những ký tự đặc biệt nè, đó. Bắt buộc phải có chữ thường, số, chữ qua, ký tự đặc biệt, nó thì nó mới cho phép đổi nha. Giờ đổi nè. 12.04 cộng. Nhập mật khẩu mới lại. Ủa mật khẩu cũ và lộn lộn. Mật khẩu cũ là cái này nè. Là cái mã cũ này của mình nè. Mã cũ này nè. Mật khẩu mới là mật khẩu mấy em đặt mà nãy mình nãy thầy nói là ấy đó. Có cái tự thường số và qua cái tự đặc biệt đó. Rồi đổi mã đăng nhập. Đó, đổi mã thành công. Đó, vậy là thành công. Rồi các em đó, nó vô phiếu đăng ký em nhập mà nè, nó tên có sẵn của thầy nè, tên nè, giới tính nè, ngày sáu nè, chọn nơi sinh, ví dụ như tỉnh An Giang, dân tộc Kinh, quốc tịch nước ngoài, chứng minh nữa, căn cước, quyện quyện này là Long Xuyên là nhiêu ta, 01 phải không ta, à, 01 nè, đó nhập 01 vô của Long Xuyên là 51 Xuyên. Còn những bạn nằm ở quyện khác đó thì hỏi cô Ngọc nè, cho cái mã để nhập vô cái mã này nè. Đó rồi địa chỉ mình nhập vô là ví dụ là 536 sẹt 40 76 a. Đó. Bạn nào có thường trú hộ khẩu thường trú 18 sáng tại khu vực 1 đó, thì check vô. Còn bình thường của mình ở Long Xuyên này ra không có đâu, ít lắm. Thì đừng có check vô đây nha, đừng check vô hai chỗ này nè. Đó. Rồi trường. Trường bạn nào học Nguyễn Hiền thì nhập 086 8 cái. Đó. Còn nếu mà lớp 10 em học ở trường Mỹ Hưng á hay là một trường khác bất kỳ á thì hỏi cô Ngọc cái mã này nha, hỏi có một cái mã trường trung học phổ thông nè rồi nhập mới nhập vô. Còn bạn nào nhập 3 năm ở Nguyễn Hiền á, thì nhập 086 như vậy đó là nó đã hiện ra Nguyễn Hiền nè. Rồi lớp mình là 12 C1 ví dụ gì đó, rồi nhập điện thoại vô 0989 462 549, email vô. Rồi lưu ý nha, cái số điện thoại với cái email này nè là các em phải sử dụng thường xuyên trong trong đến khi nào các em nhập học thì thôi nha, chứ 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 lúc mà em nhập hệ thống nhập số này rồi cái lúc mà em bỏ số này em xài số khác đó, thì người ta không có liên hệ được đó nha, người ta không có nhắn tin được nè, còn người ta không có liên hệ được để thông báo kết quả trúng tuyển rồi đó đó. Cho nên là cái lưu ý cái số email với điện thoại là các em phải sử dụng thường xuyên suốt luôn, không có bỏ. Rồi địa chỉ ví dụ như nhập địa chỉ nhà các em vô hoặc nhập địa chỉ trường cũng được, để trung học phổ thông Nguyễn Hiền đi. Trường Hàm Nghi nè. Bình Khánh. Long Xuyên. An Giang. Thiếu trung học phổ thông Nguyễn Hiền nữa. Đó. Có thí sinh có dùng kết quả xét tuyển đại học check vô đây này quan trọng nghe, phải check vô nghe, không check vô là không thi được đó. Rồi thí sinh giáo dục thường xuyên, mình giáo dục thường xuyên để mặc định cái này tự do, thí sinh tự do bỏ hai cái này mình không có này để nguyên. Rồi ví dụ mình em 12 C1 phải không, 12 C1 là tự nhiên đúng không, thì toán văn tự nhiên rồi ngoại ngữ. Ngoại ngữ là N1 tiếng Anh. Đó, trường mình là N1 tiếng Anh nha. Không có chọn cái ngôn ngữ khác nha. Đó, em nào tự nhiên thì toán, văn, tự nhiên, chứ tiếng Anh. Còn em nào xã hội thì toán, văn, xã hội. Đó.
chị chưa? Giờ thầy để tự nhiên nghe đó. Rồi đăng ký miễn thi ngoại ngữ. Miễn thi ngoại ngữ này là trường hợp dành cho các em mà nó có cái chứng chỉ TOEIC thì TOEFL của quốc tế rồi đó. Đó thì mình mới điền vô đây nè, mình nhấn nhận chọn vô đây nè. Đó rồi, đó nó có nhiều nhiêu đây nè. Em nào có mới chọn vô đây nha, chọn đúng nha, rồi nhập cái minh chứng vô đó. Ví dụ như mình có cái file bảng điểm đậu đó thì chọn vô, còn không có thì thôi để trống, không có chọn nha. Đó, em nào có thì để vô thì nó miễn thi ngoại ngữ. Rồi đăng ký môn lưu học này bỏ trống yên đi, dùng được cao đẳng. Em nào có đối tượng ưu tiên thì đối tượng ví dụ như dân tộc Hoa rồi đó, dân tộc khác kinh đó, dân tộc Hoa, dân tộc Khmer rồi đó thì chọn ở đây là chọn. Nói chung là tới cái lúc này hỏi cô Ngọc lại nha, thầy sao dân tộc Hoa đây không có ta? Nó ghi một nhóm thì để nó không ghi cụ thể. Công dân Việt Nam nói dân tộc thiểu số nè, hoặc trung cấp trên 18 tháng, cái này không đúng. Mình nói chung là bạn nào có dân tộc Hoa thì hay dân tộc Kinh gì đó thì hỏi lại cô Ngọc có chọn cái nào nha. Đó, đối tượng tuyển sinh. Rồi khu vực 2 của mình là mặc định khu vực 2, 24 mặc định. Cái này ba cái này bỏ trống luôn, rồi nhập cái mã xác nhận vô nè. RIN7C xe thường lưu phiếu đăng ký nha. Quên chọn ảnh nữa nè, quên còn ảnh nữa nè, mấy cái ảnh đại nào đi, ảnh đâu ta, có cái ảnh nào không ta, từ từ hãy chụp cái màn hình với lấy cái ảnh nè. Rồi đó, khoan từ đi, cancel lấy cái ảnh lại, chọn cái ảnh chân dung của mình mà mấy em chụp đầu năm đó nha. Đó, ủa ảnh gì vậy? Đợi này chút thì lên mạng thì tải cái tấm ảnh JPG vô, nó không cho cái hình dạng này. Mình ảnh chân dung của mình nghe, chứ đừng ốp ảnh là cho nó đứng ngay ngắn đàng hoàng nha, không có ấy được. Lũ đâu ta, đây đúng rồi, JPG đây nè, sale. Ủa nó ra gì đây, rồi đó. Chọn ảnh lại nè, rồi để trang web rồi. Đóng ảnh này tới đó, ảnh thiên nhiên. Lấy ví dụ ảnh thiên nhiên nha, úp ảnh chân dung của mấy em nhé. Ủa mình lỡ nhập cái này hả, chết mẹ em, lỡ nhập cái này thì sao trời, ảnh thì ví dụ 8.0 đi, ví dụ gì đi, cái này mình không có thì đừng có nhập nha. Lỡ thầy lỡ nhập rồi nãy chọn mấy đứa rồi lưu, bạn muốn lưu phiếu đăng ký không, có đồng ý yêu cầu nhập minh chứng thi ngoại ngữ. Nhập đại coi, nhập đại lên coi coi nó sao. Phải ảnh phải không, đòi ảnh phải không, cho ảnh lên biết chờ nè, zoom nè, ảnh này luôn, open rồi xong. 3 F S E F luôn, đồng ý rồi đó, tạo phiếu đăng ký thành công rồi, bấm vô đây nè coi lại. Rồi phiếu đăng ký nè, phiếu đăng ký chi tiết đó, thông tin của mình nó đã lưu lên nè. Đó, khi mấy em lưu, bấm lưu xong rồi phải coi lại cái nữa nghe, coi nó lưu chưa nghe, chứ đừng bấm lưu xong rồi bỏ nó tắt trình duyệt là không biết nó có lưu hay không đó. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi 11 em có sửa số điện thoại thì vô đây sửa đó, sửa email, sửa điện thoại rồi bấm lưu, hồi sửa không được thì liên hệ thầy sửa cho. Rồi vậy xong rồi đó.